Hình ảnh này được phóng viên thời sự ghi lại tại tuyến đường Hồ Chí Minh Nhánh Đông, đoạn qua địa bàn huyện Bố Trạch. Hai xe ô tô tải nối đuôi nhau đang chở theo các loại máy móc, trang thiết bị. Điều đáng nói là các xe tải này không phải là xe chuyên dụng và chiều cao của các máy móc, trang thiết bị này cao hơn rất nhiều so với chiều cao của thành thùng xe. Hành vi xe ô tô tải chở hàng quá khổ quá tải hay vượt quá chiều cao, chiều dài là một trong những nguyên nhân chính gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.